Nhân dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 sáng nay, đại diện lãnh đạo quân khu 5 đã đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. thủy ủy quyền Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đại tá Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 đã gửi lời chúc mừng năm mới và trao quà Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho tập thể cán bộ công chức viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Đại tá Nguyễn Bá Hùng chúc mừng những thành tích đã đạt được của đài trong thời gian qua, và chúc cán bộ phóng viên biên tập viên Đà Nẵng TV đón Tết vui tươi đầm ấm, năm mới nhiều sức khỏe và đạt nhiều thành công mới. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu bước sang năm mới nhiều niềm vui và thắng lợi mới.